Với một chiếc xe 7 chỗ, không gian ngồi rộng rãi lại cái máy khỏe nữa thì em có một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy 2.7. Một cầu sản xuất là năm 2016, máy xăng, màu đen, nội thất màu kem. Rất là đẹp để anh chị và các bạn có thể cùng tham quan. Cam kết cho anh chị và các bạn trên văn bản là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, không lỗi nhỏ. Có hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị xe thời gian vay, lãi suất, chi tiết cụ thể, thông tin. Anh chị và các bạn có thể qua làm việc auto số 95 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội để mình có thể trải nghiệm lái thử về mẫu xe em đã giới thiệu cho anh chị và các bạn đây. Một chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và mảnh quãng đường là hơn 70.000 km. À, các chi tiết về sơn si ngoại thất hay là những phần à, nội thất bên trong vẫn giữ được độ hoàn hảo em sẽ đi vào rõ hơn từ những cái phần nhỏ nhất của chiếc xe để anh chị và các bạn ở xa có thể là tiện theo dõi và có thể đưa ra cái cân nhắc lựa chọn. Và với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì cửa hàng luôn khuyên khách hàng hãy mang đi kiểm tra vào hãng hoặc một bên thứ ba anh chị nhé. Em luôn nhấn mạnh cái điểm này để anh chị và các bạn có thể là an tâm trong quá trình chọn lựa xe cũ đã qua sử dụng. Phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi kết hợp với halogen, đèn cầm dạng halogen. Những cái chi tiết ở phần đầu xe giúp cho chiếc xe nhìn trông nó khỏe khoắn hơn. Sơn si hay là mép lối mép cả vẫn còn rất là đẹp. Mâm thì trang bị mâm hợp kim, một dàn nốt của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn anh chị nhé. Bậc lên xuống đã được trang bị là bậc cứng rồi. À, gương kính chỉnh điện tích hợp bao rẽ với cái không gian ghế ngồi ở hàng ghế à, lái thì bên phụ của chiếc xe thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống cánh cửa với những phím điều chỉnh lên xuống kính ghế thì được trang bị là chỉnh cơ thôi chưa được trang bị chỉnh điện chỉ có bên lái thì được trang bị chỉnh điện thôi cần số thì trang bị cần số rích rắc và hệ thống điều hòa Đấy, những chi tiết tổng quan về khoang lái của chiếc xe thì nó cũng không có quá nhiều tính năng option nó thiên về cái sự thực dụng vận hành à, bền bỉ ổn định với những tính năng thì cơ bản sử dụng hay sử dụng nhiều thì nó sẽ được áp dụng trên các mẫu xe của thương hiệu nhật trần xe thì được ba chủ bác cái bọc cái trần giúp cho cái quá trình vệ sinh trần nó sẽ dễ dàng hơn và cái phần đuôi xe đây với những cụm đèn hậu này hay những phần cản sau các chi tiết sơn si các bác có thể tham khảo cốp thì sử dụng là hệ thống cốp cơ thôi chưa được trang bị cốp điện anh chị ạ và ghế ngồi thì không gian mà anh chị và các bạn mà cần chứa đồ thì mình gặp hàng ghế thứ ba theo tỷ lệ 50 50 kéo sang hai bên nếu cần thêm nữa thì mình có thể hạ thêm hàng ghế thứ hai theo tỷ lệ 60 40 đây là những cái chi tiết về phần keo chỉ ở bên phụ ở à bên lái của chiếc xe ở hàng ghế thứ hai thảm trải sàn bác chủ nâng cấp đầy đủ hết rồi cái ngồi chất lượng ghế ngồi anh chị có thể nhìn qua, tất cả đều còn trong tình trạng là nguyên bản. Đấy, khấu hao theo 5 tháng thôi. Bà chủ đi rất là giữ gìn. Khi anh chị và các bạn xem mà cần hỗ trợ thông tin hay giải đáp những cái thắc mắc mình có thể liên hệ em hoặc truy cập ngay tại web autocarehơ.com để mình có thể xem hình ảnh, giá bán, thông số của chiếc xe em cập nhật thường xuyên liên tục thay đổi ở trên web còn trong video thì em chỉ cập nhật cho anh chị và các bạn tình trạng thôi à, Giá cả thì nó sẽ tại thời điểm anh chị và các bạn Mỗi thời điểm anh chị và các bạn xem nó sẽ có một thời điểm khác nhau Và cái giá nó sẽ có sự điều chỉnh à, Để mà anh chị và các bạn nắm rõ thông tin Thì mình lên truy cập tại web autosehoi.com Để có thể là bắt được tình hình giá trào à, Tại cái thời điểm anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua xe với máy của chiếc xe thì nó sử dụng là máy 2.7 với máy xăng thì nó sẽ có hai phiên bản <laughs> máy một cầu và máy hai cầu à, phiên bản em giới thiệu cho anh chị và các bạn là bản một cầu với bản này thì nó rất là phù hợp thuận tiện cho anh chị và các bạn di chuyển ở cái, cái cung đường dễ dàng còn cung đường khó thì mình nên chọn bản hai cầu nó sẽ tuyệt vời hơn với máy 2.7 thì cho anh chị và các bạn cái cảm giác tăng tốc và cái cảm giác vượt xe nó rất là tuyệt vời Chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.7 một cầu sản xuất năm 2016 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ nó chỉ còn khoảng 538 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu cần tìm hiểu và đã kết chiếc xe. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Để hết clip, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.